Xin chào các bạn đẹp trời. Các bạn đẹp trời luôn. Bởi vì hai vợ chồng mình sẽ đi chơi các bạn ơi. Ok. Bữa nay vợ mình sẽ bây giờ mình được vợ mình chở. Bởi vì mình sẽ quay phim cho các bạn coi. Bây giờ vợ mình đang chỉnh GPS. Thì bữa nay trời rất là mát nên mình sẽ đi bằng xe mui trần nữa. Mình mở hết lên. Hôm nay nhiệt độ bây giờ là 62 độ F. Nhiệt độ bây giờ là khoảng 2 độ C. 62 độ F. Các bạn đợi xíu nha. Ok, giờ ngoài đường rất là mát luôn. Bây giờ mình sẽ chạy bằng trong đây mình chạy hơi chậm. Sở dĩ là mình không mở nhạc là tại vì mình nói thì các bạn không nghe được. Với lại đường nó cũng có gió hơi ồn các bạn ha. Bữa nay là mình được về sớm bởi vì mình đi chơi. Tại vì ở ngoài trời rất là đẹp nên khách nó không có vô, các bạn nó đi chơi hết rồi. Bữa nay cho bà chủ lấy xe. Đó, mặt trời đã sắp đầu lặn xuống rồi, trời bắt đầu tối rồi. Thì mình đi đâu mình cũng phải mở cái máy dẫn đường này hết các bạn. Tại vì mình không nhớ đường các bạn ha. Bây giờ mình đậu đèn đỏ đi. Quá trời xe luôn. Nay người ta đi chơi. Nay cỏ xanh rồi. À hả. Mà nghe nói ngày mai còn tiếp nữa khùng chưa. Thời tiết như vậy sao đi chơi. Sao quay cho ai coi. Sở dĩ là mình không cảm thấy lạnh là tại vì mình đã mở cái ghế mình nó ấm lên các bạn. Vợ mình thì cho nó ở mức 3 luôn, rất là nóng. Mình thì cho mức 1 thôi, tại mình thích nó lạnh lạnh hơn. Nếu mình dặn lên tới mức số 3 luôn á thì nó sẽ rất là nóng, cái ghế sẽ rất là nóng luôn. Bây giờ dặn số 1 thôi. Đó. Bữa nay hai vợ chồng mình sẽ đi uống bubble tea. Uống trà sữa các bạn ha. Trà trân châu. Trà sữa trân châu. Anh đẩy bạn thấy không? Thì, để hôm bữa có bạn nào comment nói hình hai con gấu phía sau này nhìn giống ghê, con nít đó tại sao thích của mình nha. Ok, cái gói này vợ mình mua kỷ niệm đi chơi, bởi vì cho kỷ niệm là phải treo lên các bạn ha. Xung quanh này thì có xe họ đang nhìn mình. Tại vì thường thường mà mấy cái người nhỏ như mình á ít ai mà có tiền mua xe mua trần lắm các bạn ha, bởi vì họ nhìn mình á thấy rất là ngạc nhiên. Xích lên xíu. Có mấy người chạy ngang thấy mình chạy xe mui trần, họ nhìn các bạn. Tại vì ở cái độ tuổi của mình á ít ai mà có đủ khả năng mua xe mui trần lắm. Bây giờ ga xa lộ nên gió nó hơi mạnh các bạn ha. Ok các bạn ơi, bây giờ đã tới chỗ rồi. Bây giờ vợ mình sẽ đóng mui lại nha. Thì cái xe này nó dùng tay các bạn. Đó. Sở dĩ mình mua chiếc xe này cho vợ mình là chiếc xe này nó nhỏ gọn mà chân vợ mình cũng ngắn nữa, ghế cũng tới nữa, khỏi cần chỉnh ghế. Chào các bạn. Bữa hôm nay thì hai chồng mình đi chợ, thì bữa nay nó có đem ốc móng tay về các bạn. Tối nay mình sẽ đi mua cho vợ mình ăn. Vợ mình thích nhất là ăn ốc móng tay á. Mình tưởng là vợ mình thích ăn nhất là ốc dồi dôi chứ. Đây rồi, lại tới cái góc hải sản yêu quý của mình rồi các bạn. Thì bữa nay vợ mình sẽ mua ốc móng tay và ăn ha. 8 đồng
8599 một thao các bạn. Ok, bây giờ vợ mình sẽ mua ốc móng tay các bạn ha. Wow, trời ơi, con này dạy giống của anh mày. Thì ở đây nó có là light soup clam. Ở bên đây cũng có nữa bạn, em quá trời nè. Lựa đi. Wow, ốc móng tay quá trời luôn các bạn. Nước. Thì hai vợ chồng mình sẽ mua về ăn các bạn ha. Mua về là xào. Like grace clam. Oyster with shell. Ô cái này, ô cái này là, cái này là bà hào nữa các bạn. Wow, nhìn nè, nhìn nè. Hấp dẫn chưa? Ở đây thì tôm hùm. Tôm trên này tôm hùm và cua đá các bạn. Nhưng mà không gặp ăn cua đá thì ngán rồi. Không ăn cua đá nữa. Thì là hải sản các bạn ơi, hải sản quá trời luôn. Hải sản tươi và sống luôn. Để mình đi coi cái con gì vậy nó. Hay hay ông nó quay cho. Ô, corfish nè. Wow, bữa nay corfish 4 đồng blue crab. Ô, bên em bữa nay ghẹ tươi quá trời luôn nè. Wow, bữa nay ghẹ tươi quá trời luôn nè. Ồ, nó có con mực bự quá các bạn ơi. Bây giờ vợ mình đang đi bắt ốc móng tay các bạn. Chưa bao giờ thấy ốc bắt ốc móng tay mà dễ vậy. Hồi xưa người ta đi bắt là ta phải mò dưới sình dưới lầy. Bây giờ mình đi bắt mình chỉ cần lấy cái kẹp mình gấp thôi. Đó. Thì hiếm khi mà nó được tươi như vậy các bạn. Mà bự nữa. Tối nay có món mới cho các bạn coi rồi các bạn ơi. Ủa nó còn sống. Ồ yeah. Thục vô kìa, thục ra nè. Thục vô thục ra rồi, ok. Bây giờ trong khi vợ mình lựa ốc móng tay thì mình lại đi vòng vòng mình quay cho các bạn coi nữa ha. Thì ở đây có rất là nhiều cua luôn, cua đinh trình nè, cua đá nè, cua tôm hùm nè. Đó, hào. Mấy con hào này bự quá các bạn. Để mình dọc nữa xíu coi. Wow, mấy con hào này. Như vậy là mình đã có một bịch ốc móng tay bự chà bá lửa rồi các bạn ơi. Tối nay mình về mình sẽ xào ăn nha. Thì một bịch ốc móng tay như vậy là $44 là gần 1 triệu đồng. 1 triệu đồng nha các bạn. Sau khi mà mua ốc móng tay xong thì vợ mình lại thích ăn thanh long các bạn. Thì đây là nó bán thanh long là 4.99 đồng một pao. Như vậy là khoảng nửa ký là khoảng 40.000. 8 đồng mới coi, nửa ký. Ok. Thì đây là thanh long ruột đỏ, bên kia là thanh long ruột trắng các bạn ha. Thì vợ mình mua mọi thứ hai trái thôi. Đó. Tại vì mình thì không thích ăn thanh long các bạn. Mình chỉ thích ăn bưởi thôi. Ok. Thích ăn bưởi với vú sữa thôi. Tại vì mình ăn thanh long mình phải nhả hột nên bởi vì mình ghét ăn thanh long lắm. Mình ăn thanh long mình nhả hột rồi thì nó hơi lâu các bạn. Ok. Gia Việt Nam ham to. Đó, tối nay có ngon món ngon rồi các bạn ơi. Rồi sau này vợ mình lấy thêm một bình sữa nữa. Đi đâu nè? Ok. Bây giờ mình đẩy xe theo vợ mình. Đó. Con người ta bây giờ chừng bước thấy mông lung rồi. Hồi xưa ở quê thì người ta hát thì em giờ chừng bước thấy mông lung chạy mẹ chưa. Ok các bạn ơi, bây giờ vợ mình là đi chợ xong thì vợ mình làm biến lái xe rồi. Bây giờ vợ mình giao xe cho mình lái. Bây giờ mình đã vô tới cái chỗ uống trà sữa các bạn. Cái này giống như là phố đi bộ Nguyễn Huệ vậy đó, nó rất là dài. Nhưng mà cái phố đi bộ này các bạn có thể chạy xe vô được. Nhưng mà các bạn phải chạy cẩn thận tại vì có rất là nhiều người đi bộ. Đó. Thì nên xe vô được nhưng mà rất là khó đậu xe bởi vì mình phải đậu ở ngoài sao các bạn ha. Các bạn thấy nguyên một con đường dài như vậy không? Đó, rất là đẹp luôn. Rất là nhiều quán xá, có trên 100 cửa hàng. Từ đồ ăn Việt tới đồ ăn Thái, từ trà sữa tới trà hồng trà trân châu. Bây giờ mình đậu xe ở đằng sau các bạn ha. Tại vì ngoài trước thì hết chỗ đậu xe rồi, mình biết như vậy. Đó. Bây giờ trời đã tối rồi, mới có 8 giờ rưỡi giờ trời đã tối rồi. Thì mình sẽ đi theo những chiếc xe này để vô chỗ đậu xe ở bên hông. Đó, vui một cái con đường dài như vậy luôn. Thì nó có rất là nhiều cửa hàng. Trời mát thì các bạn nên xuống đây chơi, rất là vui.
Bây giờ mình sẽ tìm cho đồ xe các bạn ha. Đâu đây? Anywhere. Đó, xe mình. Bây giờ thì mình sẽ đậu xe ở đây. Thì ở Mỹ là ở Mỹ thì cũng bị đập kính xe nữa, chứ không phải là không, nhưng mà rất là hiếm, trừ khi mình bị người ta ghét á thì người ta mới đập kính xe mình thôi. Chứ còn không thôi thì người ta ít đập kính xe mình lắm. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi uống trà sữa nha. Bữa nay mình sẽ uống trà sữa. Vợ mình thì thích uống mùi dưa hấu, còn mình thì thích uống mùi của chanh dây. Bữa nay mình thì đã lâu rồi hai vợ chồng mình có dịp đi hưởng thụ các bạn. Nói chung là từng nào tụi mình cũng đi hưởng thụ hết chứ. Nhưng mà tại vì tụi mình nói lâu lâu cho các bạn khó ghen tị. Đó, đây là cái quán trà sữa. Bữa nay đông quá à. Ok, bây giờ mình vô mua. Bây giờ nó có rất là nhiều loại trà sữa các bạn. Mình có thể uống đá bào, hay là trà sữa, hay là uống tuyết, hay là uống trà bánh. Bây giờ thì vợ mình sẽ uống là dưa hấu đá bào. Mình sẽ uống là trà chanh dây các bạn ha. Ok, thì trong đây là nó có bô bà, trong đây là nó có thạch dừa. Ok rồi. Chanh dây rất là thơm. Mua được dưa hấu rồi. Dưa hấu hơi ngọt các bạn, chanh dây thơm hơn. Bây giờ uống thử hai cái luôn nha. Okay. Bây giờ đồ ăn của mình ra rồi các bạn ơi. Mình có order bánh bao chiên cho vợ mình. Và gà chiên ha. Ăn với lại hai này. Okay. Mình sẽ chấm với lại cái nước sốt này các bạn. Bánh bao chiên á thì mình chấm với lại nước tương. Chấm há cảo hơn mình bạn. Đó là ngon. Gà chiên các bạn. Thì lâu lâu vợ mình đi ăn vợ mình thích ăn này, bởi vì mình sẽ mua cho vợ mình ăn. À. Cái gà chiên này rất là ngon, rất là giòn luôn. Mình sẽ chấm với lại cái nước này ăn, nó chua chua. À. Bây giờ mình sẽ ngồi đây mình ăn hết cái này, xong rồi mình đi về ha. We'll be right back.